Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft tận thế zombie. Mình đang men theo cái cây cầu này để trở lại cái thành phố cũ á, nơi mà mình từng ăn hành rất là nhiều ha, trốn chui trốn nhủi luôn. À, bên đây có một cái thành phố trên đảo nữa nè. Để mình vô mình thám thính thử coi có cái rương không. Hôm qua loot được hai cái rương đầu tiên, ta nói nó đã gì đâu á. Hôm nay lúa tầm dài cái rương như vậy rất là đẹp nè. Ủa có đe nữa nè. Tính ra hôm rày mình xài đe toàn là đe lụm không á, không có đe nào mà mình tự làm hết. Đi lụm đe thôi. Có rương không? Không có. Vậy là mình nhớ coi. Cái tòa nhà này là không có rương ha. Hôm qua mình lút cái tòa nhà nào mà nó có cái rương ta? Mình nhớ cái màu tòa nhà với cái hình dạng để mốt mình gặp là mình lũi vô liền. Cái này nhìn cũng khá là quen thuộc. Bay quá. Ôi. Ui sao té đau vậy? Đó, các bạn thấy chưa? Khi mà chưa có đôi ổn mà giảm sát thương khi rơi á, nhảy nhót là té rất là đau luôn. Nên phải lưu ý nha, không thôi một hồi là không chết vì zombie cắn mà chết vì té luôn, buồn lắm. À trong đây có zombie nè. Nó đang gần, nó biết mình qua đây hay sao á, nó đợi sẵn nè. Mình bắn lọt khe liền. Sao mà biết mấy con zombie này đỡ được. Rồi nhớ rồi. Hình như hôm qua mình loot rương trong tòa nhà Iran, cái tòa nhà này luôn. Cái màu cũng giống nữa. Nên phải lục cho kỹ cái tòa nhà này nha. Nhiều khả năng là mình gặp rương lắm đấy. Ở đây không có rồi nè. Vẫn không có. Với cả bây giờ là ban ngày á, nên mình đi khám phá khá là tự tin á. Chứ ban đêm mà đi lông nhông như vậy zombie nó quýnh á, cho sắp mặt đấy chứ, không đùa đâu. Ồ, bên kia nó có cái nhà gì kìa. Bật cốp lên coi thử. Wow, cái nhà này nhìn giống có sự sống lắm nha. Được, để mình bắt chớn mà nhảy quăng bánh. Giờ có giáp xịn rồi, nhảy tự tin lắm. Đi luôn. Ây cha cha, được thiệt sự. Kìa, ở giữa biển còn có cái tòa tháp có rương nữa. Loot kim cương trước đi ha. Gặp cái chỗ này là giống như là mình có kim cương free rồi đó. Chỉ cần ghé và lụm thôi. Đây. Lúc nào ghé qua đây là cũng có kim cương hết. Rồi giờ thì lên trên cái tòa nhà này coi. Đẹp đó nha. Tòa nhà này mà kế nhà mình là chắc mình làm căn cứ luôn á. Tiếc quá cái này nó hơi xa nhà mình. Để coi thử nè. Ui da. Có đường vô không? Không có đường vô rồi. Người thành công luôn có lối đi riêng. Đó, có rương liền. Mới vô là có rương liền. Ok. Bị cây á, có rương sao? Sao không có đồ gì trơn vậy? Có thư viện đâu nè. Có rương nữa. Cây tê. Toàn là rương trống thôi. Rồi luôn. Bịp rồi. Ồ. Nhưng mà tòa nhà này lại có cái đường hầm nha. Đường hầm đi rất là sâu xuống dưới lòng đất nè. Ôi ghê vậy. Có khi nào đồ giấu dưới này không? Nhiều khi ở trên không có đồ mà dưới này có đồ á. À, nè. Nó có cái lòng spawn. Đạp trước. Xử lý mấy con nhện luôn. Có sách cần quá. À được, sách gì đây? Bảo vệ cấp độ 4. Ui. Được, cái này mình ép vô. Áo giáp nó sảy nè. Bảo vệ cấp 4 luôn. Đã nha. Chưa gì là có rương xịn rồi. Có điềm. Từ. Ôi. Hết rồi. Sao đường điên nhỏ vậy? Ôi, nó đang có dấu hiệu. Mình lạc vô một mê cung khác hay sao rồi? Mê cung, ô, nè, mê cung có zombie luôn. Zombie hả? Xử gọn liền. Zombie nào, ra đây. Tàn đời mấy con này rồi, bữa nay nó gặp mình. Mình sấy cho nó không trượt phát nào. Vô đây, à, full vũ trang luôn á. Ui, sấy hụt.
Sấy còn sấy hụt nữa. Này thì xương nè. Rồi, xử gọn hết. Ui, dấu hiệu zoom bay ngày càng nhiều nhá. Còn con nào nữa? Ra đây. Ra đây. Căng 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 căng. Rồi tên nào nữa? Bước ra đây. Bước ra đây. Xử hết luôn. Wow, nó gửi ra mấy cái giáp gì to đùng luôn cơ. Cái đó chắc mình phải loot thử coi, coi là giáp gì. Mà có vẻ bự vậy. Wow, cái áo giáp cộng tới 11 giáp lận. Trời đất ơi. Nhưng mà nó hơi chậm xíu thôi, đi hơi chậm xíu. Mà cái giáp này là mình cực kỳ trâu luôn á. Ghê thiệt. Mình chưa bao giờ thấy cái áo giáp nào mà cộng tới 11 giáp như cái áo giáp này luôn. Ghê nha. Cái nón thì nó cho mình thêm kháng cự nè. Mình sẽ thử mặc cái áo giáp này coi coi mình có trâu hơn hay không nha. Nhìn chỉ số giáp là hơi bị xịn đó. Đã vô công trình này lụm được đồ xịn. Rồi đi tiếp. Có xương nữa nè. Xương sóc các thứ hả? Yên tâm, với con xương là mình sấy. Nó không chịu cách nào đâu. Rồi hai cái rương một lượt. Đó. Có lý. Giờ mình đã có giáp súng các thứ nên quay lại loot mấy cái công trình ban đầu mình không dám vô á. Hơi bị đã luôn. Đó, mình sẽ quay lại để kiếm thêm chút đồ mang về ha. Ồ. Không biết mình có nên đi qua bên kia không á. Nó thiết kế mấy cái kệ sách này nhìn giống như đánh lừa mình ấy. Này nè, có zombie nữa nè. Zombie đi loot đồ hả? Nó mới loot được cái mũ, nó chưa kịp đội nữa là mình xử lý nó rồi. Không cho nó có cơ hội đội mũ luôn. Ủa sao nó spawn ra được ta? Ui không lẽ sao cái này là cái lồng spawn à? Hình như cái lồng spawn nó giấu phía trong này. Chính xác luôn. Này thì giấu nè. Lấy shotgun ra. Shotgun ra tay liền. Láo tét hả? Mình khá là ít dùng shotgun ha. Mà hôm nay có dịp à, dùng luôn. Gài đạn rất là lâu luôn á. Nên mình cũng hạn chế dùng ha. Rồi thử qua đây coi. Bên đây là một cái thư viện, nhưng mà nó được thiết kế theo kiểu khá là bự luôn nè. Có cái lối đi siêu to khổng lồ luôn. Vẫn còn thư viện. Gì bự thế? Thư viện khổng lồ à? Cái này thì đọc sách biết chừng nào mà hết đây. Rồi, và rời khỏi thư viện rồi, chúng ta sẽ dẫn tới căn phòng nào nè. Mình sẽ có hai hướng đi. Mình sẽ thử qua hướng này trước đây. Ồ. Hướng này thì nó dẫn mình tới một cái căn phòng kiểu như phòng nấu đồ hay sao. Mình thấy nó có một vài cái lò nung đặt ở mấy cái góc nè. Bên này thì vẫn có hành lang để đi tiếp ha. Đi thử luôn. Ôi, coi lòng spawn có vẻ là sắp có rương tiếp rồi đó. Thời buổi nào mà còn cầm cung hả? Cầm súng đi. Lấy súng ra mà chơi. Lấy súng ra mà chơi đi. Cái nón gì đây? Nhìn bự vậy. Marine. À, nón hải quân. Ok. Thì ra đó là nón hải quân ha. Rồi, có zombie tiếp nè. Đâu, có zombie rồi, gương của tôi đâu? Ôi, cướp. Con xương mà bày đặt đi cướp bóc hả? Nhờn. Ô. Súng bắn tỉa. Lấy súng bắn tỉa kìa. Nope. Ô, châu vậy? Nope. What? Này thì châu nè. Nope. Này thì châu nè. Nope. Này thì châu nè. Ui. Không phải nó trâu đâu mà mình bắn hụt đây. Trời đất ơi. Bố tay chấm cơm thiệt. Xử gọn mấy con này lẻ đi. Này thì láo tét. Ôi đập. Ui nó vẫn kịp xuất hiện. Lại đây. Cưỡi nhện hả? Này thì cưỡi nhện. Xử lý con nhện luôn. Xong hồi nãy nó có rơi ra cái ổn gì bự lắm. À,
cái ủng sợ bét sợ nát. Ừ, nó không xịn bằng ủng mình đâu. Thì mình sẽ không có mặc vào ha. Cứ giữ trước đi. Rồi. Cá lộ map, cá lộ map. Nhưng mà nãy giờ vẫn chưa gặp cái rương trong cái hướng này ha. Nó toàn là những cái spawner thôi, những cái lồng sản sinh quái vật thôi. Ồ, nhìn giống thành phố dưới nước kìa luôn á. Cơ, nhà cửa bị nhấn chìm hết trơn luôn. Ghê thiệt. Ê mà cũng có nên xuống dưới chơi thử không nhờ. Cũng hơi tò mò lần đầu mà gặp kiểu nhà dưới nước như vậy á. Ồ, nó còn có lồng spawn nữa. Hơi ghê nha. Thôi thử, lỡ rồi, xuống thử luôn đi. Dân chơi nào sợ mưa ghê. Không biết là có rương không hay không thôi. Đừng có đẻ ra quái nha, đừng có đẻ ra quái nha. Ui da, bị cá cắn. Ây da, con cá cắn. Ui. Cá cắn, từ 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 từ. Hết oxy nữa. Cá nè. Trời 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 ơi. Không bị quái quýnh mà bị cá nó cắn. Sợ thiệt chứ. À, và cái này nó chung với công trình hồi nãy mà mình khám phá. Thấy rồi nha, thấy rồi nha. Có rương mà giấu nghe. Thấy rồi, mình thấy rương rồi các bạn ơi. Mình sẽ đi lối này xuống. Kế bên nè. Nhưng mà phải mặc giáp xịn vô nha. Cái giáp mới nhặt được quá xịn lên, mình sẽ tranh thủ mình mặc vô. Nhện thôi, nhện. Rồi. Ôi, nó chỉ có vàng thôi. Phải lượm được mấy khẩu súng xịn xịn mới hoặc giáp xịn mới thì ngon quá. Thôi kệ, có còn đỡ hơn không. Mà còn cái rương nữa không. Ôi trong đây có nhiều lồng spawn thế. Quá trời lồng spawn luôn kìa. Cái chung cư này có vẻ bự bự ấy. Ôi ôi ôi. Hết đạn, hết đạn. Đi tiếp, đi tiếp. Chắc phải đập bớt lồng spawn thôi. Chứ để nó đẻ ra hoài thì không ổn đâu. Ồ cái ủng gì nữa đây. Mấy cái ủng kiểu nó bị bự so với quy định á. À, Ristet S A S Boot ha. À, có rương nữa nè, có rương nữa nè. Hên vậy ta. Nãy giờ gặp hai cái rương rồi. Nhưng mà rương trong đây thì nó hơi bèo hẹt. Không hiểu tại sao. Kìa. Ở dưới có dòm bay đen thui tù lùi kìa. Dòm bay đen thui tù lùi hả. Dòm bay nè. Căng quá. Hồi té qua đây. Ê! Quên! Ai! Mình không có giảm sát thương khi rơi. Trời ơi, cứ có thói quen nhảy hoài. Trời ơi, có ngày chắc gãy chân quá. Ui, cái này nhìn giống cái quán nước ha. Hồi xưa chắc đây là một quán nước rất là bự nè. Mà bây giờ đã hoang tàn như vậy vì đại dịch zombie đó. Công nhận đại dịch này khủng khiếp thiệt. Từ từ. Mặc cái giáp này vô nhảy mới được. Chết, nhảy quá. Giận nhảy hụt. Cây. Ủa? Cái gì vậy? Gì bốn cái rương dữ rồi. Ê, chà chà, được á nhờ. Hợp lý nè. Bốn cái rương luôn. Ui giời ơi, giàu to. Ờ, nhưng mà bốn rương này không được xịn cho lắm. Tông đồ thường không à. Lâu lâu thì có một chút cái đồ nó tốt hơn tí ha. Nói chung thì loot để búp tinh thần thôi, chứ giá trị thì không có nhiều. Úi có phù thủy nữa. Trời ơi phù thủy ơi phù thủy. Đại dịch zombie tới nơi mà vẫn nghiện ngập hả phù thủy. Úi còn búp máu. Búp máu cho mấy con quái nữa nè. Dám làm đồng minh của zombie hả. Xử lý phù thủy luôn. Đồng minh với tôi là được sống rồi. Ai kêu làm đồng minh với zombie làm chi. Rồi mình đang đi cao hơn nữa nè. À và lại tiếp tục là bốn cái rương nữa nè. Ui cái tòa chung cư này giàu thiệt sự. Hơi nhiều rương luôn. Chỉ mỗi tòa trong rương không có gì thôi. Rồi. Ui không có gì thiệt. What. Trời à. Nó cho mình một cái bàn chế tạo phương tiện. Cái này thì ở nhà có rồi. A few moments later. SWAT helmet.
À, đây là cái nón của lực lượng SWAT. Tổng mình tới 5 giáp lần. Ui có kìa. Mình ngày càng ngậu hơn ấy. Mặc thêm cái giáp này nữa. Nè nội, cái áo là 11 giáp, nón là 5 giáp rồi. Trời ơi. Nhưng mà có điều, mặc cái set đồ cực trâu này thì mình sẽ chạy không được nhanh á. Đánh đổi thôi, chứ biết sao giờ. Còn mấy cái đường này chưa lút luôn hả? Này bắn đi. Bắn đi. Ui, bắn. Bắn. Bắn nè, bắn bắn. Rồi giờ thì để mình tìm cách mình lên tầng 2 cái đã. Tầng 2 như cũng có rương hay sao á. Đúng không? Ờ đúng rồi, có cái rương kìa. Đó sao? Lên tầng 2, lên tầng 2. Để mình bắn vỡ kiến cái mình nhảy vô ha. Lực lượng SWAT mà, nhảy. Nhảy như chim luôn. Đó, lên tầng 2 rồi. Không có gì hết. Ok. Hơi bèo quá nha. Úp, có bạn cường hóa. Lụm luôn. Trời, đồ Prim à. Khoái gần chết, khoái gần chết. Táo bạn cường hóa. Ô, xịn xịn xịn. Cái này ăn vô là mình hơi bị trâu luôn. Được, được, giữ liền, giữ liền. Có vẻ trên này khám phá cái thành phố trên đảo có vẻ là khá là thành công á. Lượm được hơi bị nhiều đồ mới luôn á. Trong đó có hai phần giáp cực kỳ trâu nè. Giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi về cái nơi bắt đầu của mình ha. Nó cũng khá là xa chứ, nên tranh thủ. Ơ kìa, mình đã tìm lại cái con tàu mà lần trước có cái trực thăng mình chưa kịp kiểu như là sao ta, xâm chiếm á, kiểu kiểu vậy. Nó đang chơi vơi giữa biển kìa. Chắc bây giờ mình phải trở lại đó thôi. Lần trước không lên được thì bây giờ mình phải lên được. Thù nào không trả được thì phải trả cho bằng được. Đi. Lần trước lấy súng dọa mình hả? Trực thăng à, trực thăng. Bắn trực thăng luôn. Bắn trực thăng luôn. Bữa nay mình sẽ bắn hạ trực thăng cho các bạn xem. Trực thăng nè. Trực thăng nè. Nổ chưa, nổ trực thăng chưa? À chưa nổ. Trực thăng hả? Ui trực thăng. Đâu vậy? Ui. Hình như trực thăng bọc thép hay sao rồi. Wow. Trực thăng đúng trâu luôn. Mình tấn công như vậy mà không phá hủy được trực thăng cơ. Súng mình cũng mạnh lắm ấy chứ. Ghê nha. Ê, nó sắp nổ rồi. Trực thăng hả? Trực thăng nè. Láo nháo. Mấy con này ra đây kiếm cơm hay gì? Ra đây kiếm cơm hay gì? Ui, ui nó bắn. Ui nó bắn ghê nha, bắn ghê nha. Ui ăn trái táo, ăn trái táo vô cho chắc. Mấy con này có vũ trang đầy đủ hết trơn rồi. Mình lén phén là mình ăn hành đấy. Lên. Không sao, không sao. Mình làm được, mình làm được. Xâm chiếm cái tàu của nó luôn. Ô, ô, ô. Ôi, bắn hộp ơi. Không ổn, không ổn. Này thì dám bắn lén thôi hả? Tầng 2. Wow, 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 wow. Tầng 2 vẫn còn mấy thanh niên canh gác nha. Này thì canh gác nè. Hình như phải đập cái này hay sao á. Cái này đập được không vậy? Ô, cái này không đập được. Nó cứng lắm. Không đập được. Oh no. Vậy thì lút súng thôi. Ủa sao nó nhiều súng vậy? AK. Súng lửa. Thơm sơn các thứ thôi. Hốt hết đi. Có súng bắn tỉa nữa kìa. Mấy cái khoáng sản thì mình không nhất thiết phải lượm ha. Cái thùng cứu thương gì đây? Thùng cứu thương thì mình không có mở được á. Rồi rồi rồi, biết rồi nha. Còn đường đi lên trên nữa nè. Này thì cầm súng bắn tỉa. Ôi ôi. Ôi có thanh niên cầm súng lên. Ui ui ui. Công nhận nó mạnh thiệt.
toàn cầm súng dữ không à. Cái hạm đội này hơi bị xịn luôn á. Ôi có sắt nữa nè. Lụm luôn, ai biểu các ngươi khoe ra chi. Khoe ta lụm luôn. Lụm hết. Cho các ngươi nghèo luôn. Nữa nè, nữa nè. Này thì láo nháo. Láo nháo. Láo nháo hả? Không, mình nghĩ là mình nên loot cái tầng ở dưới nè. Cái tầng mà có mấy thanh niên canh giữ bằng súng dữ nè. Dám láo tét hả? Dám bắn mình hả? Ui, hết đạn, hết đạn. Cân 3 luôn. Cân 4 luôn. Ủa chỗ này loot chưa ta? À tầng này chưa loot, có AUG các thứ không? Ui hết đạn, hết đạn. Làm sao mình phải loot thật là nhanh mới được. Ui có đồ mình cũng đầy luôn rồi nè. Bây giờ xuống dưới là loot súng thôi nha. Tranh thủ loot súng. Ê, ê, ê. Bắn hụt hả? Dám bắn hụt. Bắn hụt hả? Ăn thêm trái táo nữa cho chắc. Súng bắn tỉa thì bắn 2 viên mới chết lận. Thay vào đó mình nên dùng súng sấy đi, tốt hơn. Rồi lụm. Lụm tiếp, lụm tiếp, lụm tiếp, tranh thủ. Ồ bên đây thì không có súng mới. Remington vứt luôn. Ở nhà còn cây mà. Ui tầng này hết rồi. Như vậy hình như xong rồi đó. Vậy là chỉ còn tầng trệt thôi. Cái tầng trệt tại lúc đầu mình sợ quá, mình chạy lên trên luôn á, nên chưa kịp loot nè. Đây 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 đây. Kim cương. Được. Cất vô liền. Còn gì nữa không? Thompson thì đã nhặt được một cây rồi. Tranh thủ, tranh thủ. Ô ô, phòng này còn nhiều nè. À này thì núp lùm hả? Súng gì đây? Súng bắn tỉa tiếp. Mấy cái thùng chế tạo súng này thì mình không có dùng được ha. Hơi đáng tiếc luôn á. Ủa còn tầng dưới nữa ta? Sao nhiều tầng vậy? Ui nó cầm cái súng nó chỉa thẳng vô trong đây nữa chứ. Nè. Ui còn có thùng thuốc nổ các thứ này mà tiếc thay là mình không có dùng được. Ô ô vẫn còn, vẫn còn. Lúa xong cái tàu này chắc giàu luôn á. Còn súng gì nữa không? Có M4. Còn súng mới không? Không có súng mới. Mấy cái obsidian steel á thì mình có thể chế tạo được á, nên không sao đâu, mình không lụm cũng không. Không có gì phải sợ. Ăn thua súng thôi, súng thì nó chế tạo hơi phức tạp á. Rồi. À trong đây còn nhiều rương lắm nè. Đã đã. Súng lục thì mình không có nhặt á, tại vì súng lục thì đam nó thường là sẽ khá là yếu. Nên thay vào đó mình chừa ô trống mình loot mấy cái súng xịn thì ngon hơn á. Rồi. Hên cho mấy con này là mình không có bơm. Mình mà có bơm là mình cho mấy thanh niên này tắm biển á, quanh năm suốt tháng luôn. Mình đánh bơm cái con tàu này á. Ai mượn lúc đầu mới vô mình lên mà lấy súng dọ dọ là thấy mắc ghét rồi. Tha đó nha. Nay anh có súng mới nên hơi vui đó, anh tha đó. Không thôi là tới công chuyện đấy. Rồi đi thôi chồn thôi. Loot được cả đống súng mà ha. Còn mạng đi ra là quý rồi. Đi. Giờ thì đi thêm một đoạn nữa. Tại vì cách cái con tàu này không xa là cái nơi mình xuất hiện á. Nên mình muốn trở lại đó thêm một lần nữa ha. Biết bao lâu rồi mới quay lại đây á trời. Đây là cây cột lúc đầu mà mình trốn nhâm bay nè. Giờ quay lại, cảm giác vẫn như lúc đầu ha. À, vẫn còn, vùng này vẫn còn zombie, còn ngựa zombie các thứ xuất hiện. Được đấy, nè 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 nè. Ai chà chà. Ừ, và hồi nãy mình nhặt nhiều súng lắm, nên bây giờ chắc mình sẽ test lần lần nữa ha. Mình test chắc cũng cao bụi chứ không ít đâu. Mình sẽ test từ những khẩu súng mà mình nghĩ là nó sẽ yếu ha. Những chẳng hạn như mấy khẩu SMG nè. Wow, khẩu M10 này bắn cũng ok nè. Được cái là súng này bắn nó đỡ giật hơn nhiều ha. Nên cũng khá là dễ để mình điều khiển nó. Đây đây. Ui, tuy là khẩu SMG thôi. Nhưng mà chỉ với 2-3 viên là có thể hạ được một con zombie siêu tốc độ rồi. Giờ thì tới khẩu Thompson nè. Là đây, mấy nhóc. Trong đây là chủ yếu những con zombie siêu tốc độ thôi ha. Nên cũng khá là nguy hiểm. Thompson thì vẫn 2 hit chết một con zombie tốc độ. Ok. Sơ bộ đánh giá sơ qua thì
Những khẩu Thompson là những khẩu có tốc độ bắn nhanh mà đam thì nó không có được cao lắm á, mà có tốc độ bắn tương đối ổn á. Cái này thì để dành đi bắn mấy con yếu yếu thì được. Bắn mấy con trâu thì chắc hơi đuối á. Giờ thì chuyển sang mấy khẩu súng khác đi. Giờ sẽ test thử súng bắn lửa. Ồ, cái này mới nè. Súng lửa. Ồ, súng lửa bắn một viên không chết được. À, hai viên thì mới chết một con á. Wow. Căng đấy. Súng lửa bắn đẹp thiệt. Nhưng mà khó trúng à. Ồ, xác suất trúng của phát bắn này hơi khó nha. Nên cũng cây này thì cũng không hiệu quả lắm đâu. Mấy cái con mà chạy chậm thì dùng cây này thì được, chứ đối với mấy con mà chạy nhanh á thì không nên dùng súng lửa á, khó trúng lắm. Rồi, test được hai dòng súng rồi, giờ tới súng bắn tỉa đây. Ồ. Ui, súng bắn tỉa nữa bị xịn. Thử coi. Headshot. Wow. Đây mới là súng bắn tỉa chứ. Trời ơi, súng bắn tỉa mình nhiều khi bắn nó còn không chết chứ cây này bắn một viên chết luôn nè. Đã ghê. Lại coi. Mình sẽ đứng một khoảng cách xa hơn nữa. Đây. Ôi xa quá thì hết thấy nó luôn rồi. Gần xíu. Headshot nè. Boom. Headshot liền. Chưa. Sát thương là từ 16 đến 10 ha. Nhưng mà bắn một viên chết là mình thấy khá là ưng rồi. Được. Đánh giá cái này hơi cao đó. Một khẩu súng tốt. Giờ tới mấy khẩu súng trường đi nha. Mình có hai loại súng trường lận. Thứ nhất là AK. AKM. Thứ hai là M4 ha. Ở đây nó có con xương băng cổ đại. Mình phải đánh dấu lại chỗ này là mới được. Xương băng cổ đại. Để có gì mình quay lại mình xử nó. Tại vì tìm nó khá là lâu ấy. Thường thường mấy con đó nó sẽ ở tít dưới lòng đất lận cơ. Kìa. Ủa? AK bị làm sao rồi? Mình nghiệm vô người nó mà bắn không có trúng cơ. Điêu vậy. Trúng. Ủa sao gần bắn hụt mà sao mà lại bắn trúng ta? Kiểu bị lắc kiểu gì á. M4 thì đỡ hơn xíu, mình có thể zoom lên được một tí ha. Bắn nó sẽ chuẩn hơn. Chạy đây. Con zombie này có phép tốc biến nè. Khó chịu thì chứ. Zombie cũng bị lắc nữa. Mình tưởng có mình lắc chứ ai giờ zombie còn lắc hơn mình á. Nói chung bây giờ có súng cái tự tin lắm, nên gặp zombie không có sợ nữa. Chứ ở trước mà gặp mấy con đó là hơi bị quýu luôn. À mà quên nữa, còn khẩu AUG nữa chứ. Ui, AUG là súng trường nha, nhưng mà lại có thêm cả scope nè. Nên mình có thể bắn gần lẫn bắn xa luôn ha. Sướng nha. Trời ơi, hôm nay toàn nhặt được súng xịn thôi. Thích ghê. Ủa. Ui trời. Ui, con gì á. Trời ơi, những con bọ ngoài hành tinh. Ui, mình cũng phát hiện ra ở vùng băng này còn có những con bọ ngoài hành tinh. Có lẽ nào đó là nguồn gốc của đại dịch zombie. Nữa nè. Lại đây. Ghê thiệt. Hình như có cái lồng spawn đâu đây nè. Ui. Nó cắn đau lắm. Ghê thật. Ôi, súng mình chống cự không nổi luôn á. Chạy thôi. Coi ngươi chạy nhanh bằng ta không. Ui, nó nhanh hơn mình luôn. What? Cuộc đua tốc độ, vô. Chạy hộ, cắn hộ. Giỡn hả? Ui, nó vẫn cắn được. Này thì bọ ngoài hành tinh hả?
Mình nghi lắm nha, con này là mình nghi nó là đối tượng đã lây lan cái đại dịch zombie bay này. Tại vì các bạn thấy có những con zombie bay sở hữu siêu năng lực giống Iran đó vậy đó, chạy cực nhanh luôn. Combat shotgun, để coi thử coi. Wow 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 wow, cái này chắc bắn đông đông á, kiểu mấy con zombie nó chụm chụm lại á, mình bắn cây shotgun này chắc sẽ lợi nè, tại vì đạn nó té ra khá là nhiều ha. Đó, hợp lý hợp lý. Và như vậy, trong cái ngày comeback lại cái nơi khởi đầu của mình thì mình đã loot được rất là nhiều đồ ha. Trong đó mình thích nhất là những khẩu súng mà mình tìm được trong cái con tàu nè. Nói chung thì các bạn thích mình sử dụng khẩu nào nhất? Mình thì mình thấy là súng nhắm là một trong những khẩu mà mình khá là thích ha. Tại vì mình không cần phải áp sát để tấn công zombie á, mà sát thương mỗi viên thì khá là cao nữa, nên mình cực kỳ thích luôn. Đồng thời mình còn nhặt được thêm cả giáp xịn nữa cơ. Quá là thành công trong một cái chuyến trở lại rồi đó. Hy vọng rằng mình sẽ nhanh chóng trở về nhà để dọn dẹp đồ nữa và quay trở lại đây. Tại vì mình muốn tìm hiểu rõ hơn về cái loài bọ ngoài hành tinh á. Rồi đó hơi bị ghê luôn. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.